về tất cả về sức khỏe. Điều đó cũng góp phần là xây dựng nên một cái những cái sản phẩm tiêu dùng xanh của thế giới, nên các anh chị có thể chia sẻ lan rộng ra những cái sản phẩm của Vagu và những cái sản phẩm của Phú Thái. Vagu rất biết ơn các anh chị hôm nay đã dành thời gian nghỉ trưa quý báu của mình để vào Zoom để nghe những cái chia sẻ về sản phẩm của hai BDB, chi tiết về những cái sản phẩm đồ gia dụng của Vagu, thì bao gồm những cái bộ muỗng đũa và đồ dùng tiêu dùng nhà bếp. Thì mình sẽ chia sẻ sau ở những cái phút tiếp theo. Rất cảm ơn các anh chị ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Quý đã giới thiệu về về mình và cũng như là giới thiệu về dòng sản phẩm. Vậy thì khi mà hầu hết thì như chị Luyến cũng đã nói là ngày hôm nay là chúng ta đang có gì ạ, một trào lưu là tiêu dùng xanh. Vậy thì khi mà chúng ta có những cái dòng sản phẩm như là bát đũa hoặc là các dòng sản phẩm như là sử dụng trong nhà bếp ấy ạ, vậy thì làm sao chúng ta có thể chọn được mới cho mình một cái dòng sản phẩm uy tín, chất lượng và nó không bị hóa học? Và hơn những thế là chúng ta đều biết là những cái sản phẩm là nó mang cái tính chất là tráng như là bát đồ dùng đúng không ạ, thì có những cái lớp men tráng không được tốt. Vậy thì chị Quý cho em hỏi là có lời khuyên nào cho các anh chị tiêu dùng để lựa chọn ra một cái dòng sản phẩm tốt không ạ? Em xin mời chị hỗ trợ ạ. Ví dụ khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm mà nó chứa một cái hàm lượng kim loại độc hại, thì chúng ta không thể nào một ngày một bữa mà chúng ta gây bệnh được đó. Mà những cái sản phẩm mà hiện chúng ta đang tiêu dùng, ví dụ như nước rửa chén của Phú Thái đi, hoặc là những cái sản phẩm tiêu dùng của Vagu, thì không thể một ngày mà gây hại. Thành ra khi mà mỗi ngày chúng ta đều sử dụng sáng, trưa, chiều, tối, có những gia đình thì sử dụng ít hơn, nhưng mà cái tần suất sử dụng thì tùy thuộc, nhưng mà không thể nào gây hại trong một sớm một chiều. Nhưng nếu chúng ta sử dụng từ ngày này qua tháng này qua năm này thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta sử dụng chọn một cái sản phẩm hoàn toàn đến từ thiên nhiên và không có chứa chất độc hại, thì điều đó sẽ đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình, đặc biệt là những trẻ em, những cụ già, những thành viên nhỏ như trong gia đình đó. Thì hy vọng là cái xu hướng mà tiêu dùng xanh sẽ dần được thay thế trong mọi gia đình người Việt. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ của chị Quý. Và như chị Quý cũng đã có nhắc đến là nhà cung cấp Phú Thái có một cái dòng sản phẩm rất là uy tín chất lượng. Và mọi người cũng biết là vừa nãy chị Quý cũng có nhắc đến là cái việc mà mình sử dụng đồ rửa chén thôi nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Và vậy thì lời khuyên nào cho cái dòng sản phẩm mà như chị Quý vừa mới nhắc đến đó là nhãn hàng Econova của nhà cung cấp Phú Thái. Vậy thì làm sao để cho khách hàng chúng ta có thể lựa chọn tiêu dùng xanh, chọn cho mình một cái dòng sản phẩm uy tín chất lượng, ngay cả cái việc là tẩy rửa nó cũng rất là lành tính. Thì ngay bây giờ đây thì em có thể nhờ sự đồng hành của chị Luyến đại diện bên phía nhà cung cấp Phú Thái ạ. Rồi, ok Minh Minh. Thì có lẽ là như này, trước khi mà đi đến với cái câu hỏi của Minh Minh á, thì có lẽ là em Luyến cũng như các anh chị cần phải làm rõ với nhau một cái vấn đề. Đó là mọi người hãy tương tác cho em trên khung chat nhé. Hiện tại ở nhà mọi người đang dùng loại nước rửa chén nào ạ? Tương tác cho em lên phần khung chat đi ạ, để em nắm được hiện tại các anh chị nhà mình đang sử dụng loại nào ạ. Comment giúp em đi ạ. Đang sử dụng loại nước rửa chén nào? Comment giúp em nhé các anh chị. Amway, ok, Amway rất là tốt đúng không ạ? Rồi, loại gì nữa ạ? Chị Tuyền Nguyễn đang dùng Amway. Các anh chị khác thì sao ạ? Hay là nhà mình không rửa bát ạ? Hơn 30, hơn gần 40 anh chị rồi, hiện tại là đang có rửa bát hay không ạ? Ecodova, Ecodova rửa già rồi ạ, gì nữa ạ? Những anh chị khác thì sao ạ? Ăn rồi mình đập bát đi hay hay là sao đây các anh chị? Không thấy ai tương tác gì hết. Có vài anh chị tương tác này. Ok này, Ecodova này, Thái Lan. Rồi, chọn bộ Ecodova, Ecodova, Ecodova.
Rồi chuẩn bị đổi sang Econova là mình đang, chị Tuyền Nguyễn là mình đang dùng Amway và mình hiện tại đang chuẩn bị đổi sang Econova đúng không ạ? Rồi Econova tiếp. Các anh chị khác thì sao nữa ạ? Rồi Econova Sunlight rồi gì nữa ạ? Em cần nghe được rất nhiều cái tên khác nữa các anh chị. Econova quá trời này, rồi Sunlight này, rồi là Amway này. Rồi ok, điểm qua là mình đang thấy là hiện tại đang có là Sunlight có đúng không ạ? Sunlight ở trên thị trường rất rất phổ biến đúng không ạ? Econova hiện tại đang rất phổ biến trên hệ thống Dropy cũng như bên ngoài nữa đúng không ạ? Rồi và ngoài ra gì nữa ạ? Amway. Amway thì có một chị là chị Tuyền là chị sử dụng thôi này. Còn các anh chị khác là nào là Sunlight rồi Econova rất là nhiều đúng không ạ? Rồi thì các anh chị mà hiện tại nhé, hiện tại mình đang sử dụng các loại nước rửa chén đó để các anh chị tiếp tục comment giúp em Nguyễn ạ. Hiện tại mình sử dụng nước rửa chén đó, mình thấy ví dụ như các anh chị đang sử dụng một cái loại khác ngoài Ecova đi, thì có thể comment giúp em là hiện tại mình đang sử dụng các loại đó thì mình thấy là mình đã hài lòng với cái sản phẩm nước rửa chén đó chưa, hay hoặc nó có những cái khuyết điểm gì không ạ? Về mùi của sản phẩm đấy thì sao ạ? Mùi sao, nó có bị cái tình trạng là nó làm giống như kiểu là các cái loại nước rửa chén bát thông thường trên thị trường nhá, thì nó sẽ làm sạch chén bát của mình rất là nhanh đúng không ạ, và nó rất là nhiều bọt này, nó đậm đặc này, rồi thì và thậm chí là đến khi mà các anh chị rửa chén bát xong ấy, các anh chị có thấy nó bị lưu mùi ở trên chén bát đũa muỗng của mình không ạ? Comment giúp em đi ạ. Comment giúp em những cái điều mà các anh chị có thấy giống em Luyến không ạ? Tại vì trước khi mà em sử dụng cái sản phẩm Econova thì em cũng sử dụng rất rất nhiều loại trên thị trường nha, các cái loại như các anh chị đang sử dụng em có sử dụng nha. Rồi chị Võ Trầm cũng thấy có giống em Luyến đúng không ạ? Tức là mình sử dụng và mình cảm thấy là à nó sạch, nó sạch nhanh đấy đúng không ạ? Nhưng mà nó rất là nhiều bọt là một, cái thứ hai là nó đậm đặc đúng không ạ? Và nó có một cái điều là thậm chí là đôi khi mình rửa bát mình sẽ thấy một cái điều như này giúp em này, nó sẽ nhờn nhờn, nó sẽ cảm giác là mình sẽ rửa nó sẽ lâu sạch hơn. Lâu sạch hơn ở chỗ là cái độ nhờn nhờn dính của cái nước rửa chén đó ở trên bát đũa của mình ấy. Và thậm chí là khi mà các anh chị rửa xong rồi có khi mình ngửi lại đi, mình ngửi lại cái chén bát của mình sẽ thấy là à nó vẫn còn hơi 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 ám mùi của cái nước rửa chén ở trên cái bát đũa muỗng gỗ của mình đúng không ạ? Hay hoặc là các cái bạn bằng sứ cũng thế, bằng nhựa cũng vậy đúng không ạ? Đó, thì ở trên phần khung chat là chị Trầm này, rồi là chị Thủy này, rồi chị Tuyền Nguyễn cũng nói cũng giống là cũng giống cái cảm nhận của em đúng không ạ? Đó, thì rất nhiều các anh chị sẽ cảm nhận thấy như vậy, hoặc là rồi thậm chí nếu như các anh chị mà rửa mà hôm nào mà ăn 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 hải sản, ăn cá các anh chị, mọi người sẽ thấy là mọi người rửa nhưng mà nó sẽ vẫn còn cái mùi tanh của các cái loại của cái thực thực phẩm của mình ở trên cái chén bát đó. Và nó bị cái tình trạng là nó vẫn còn bám cả cái mùi của cái loại nước rửa chén ở trên cái bát đĩa, tức là sạch mùi tanh thì nó sẽ không sạch hẳn và nó còn bám thêm cả cái mùi của cái chén bát đó. Ừ, mùi nhẹ không nhớt là lúc ấy chị Quý đã sử dụng Econova đúng không ạ? Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi bên trên này có chị Tuyền Nguyễn này, chị Bích Thủy này, chị Võ Trầm này cũng đang comment. Ok, thế thì mọi người hình dung cho em như này này. Nếu như mà bình thường mọi người đang sử dụng các cái loại nước rửa chén mà em không nói là loại nào nhé, em chỉ nói chung thôi, tức là các loại nước rửa chén mà nó có chứa nhiều các loại hóa chất độc hại, nó không tốt cho sức khỏe của mình ấy, thì khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có rất nhiều các cái ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của mình. À, mọi người thì có thể là sẽ nhiều người sẽ là tặc lưỡi cho qua. À, tặc lưỡi cho qua là tôi sử dụng bao nhiêu năm nay tôi có bị làm sao đâu đúng không ạ? Từ thời cha cha ông bà cha mẹ của tôi sử dụng cho đến tận đời tôi bây giờ tôi đang sử dụng nó chả ảnh hưởng gì cả đúng không ạ? Nó cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mọi người có công nhận với em một cái điều, đó là ngày xưa ấy, cái thời ông bà cha mẹ mình ấy, mình sống gọi là ông bà cha mẹ sống kham khổ ấy, thậm chí là rửa bát chén bát còn chả dùng đến nước rửa chén các anh chị, chả dùng đến nước rửa chén cơ. Hoặc thậm chí như bây giờ em đã từng đến những cái vùng đất mà dân người ta khổ ấy các anh chị, người ta cũng không dùng nước rửa chén đâu các anh chị, người ta dùng không, thậm chí là mình đến vào cái bữa ăn ấy các anh chị, mình cầm đến cái chén cái bát người ta mình vẫn thấy nó còn có cái độ dầu mỡ bị dính ở trên đó. Tức là họ 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 vẫn họ khổ đến cái mức độ đấy, họ sẽ không sử dụng cả chén cả cả các cái loại nước rửa chén luôn. Thế nhưng mà từ thời ông bà cha mẹ của mình cho đến những cái nơi mà em đang nói đó, thì cái tuổi thọ của họ rất là cao, cũng như là họ không bị mắc những cái bệnh hiểm nghèo như bây giờ đâu các anh chị. Đó, thế thì hàng ngày mình sử dụng, mỗi ngày ngày nào mình cũng ăn đến bát đũa muỗng thìa này nọ đúng không ạ? Ngày nào mình cũng ăn, ngày nào mình cũng cần phải rửa chén bát. Thế thì mỗi ngày mình dùng như vậy thì nó sẽ tích tụ dần. Hàng ngày nó sẽ tích tụ dần, nó ngấm qua cơ thể của mình các anh chị, ngấm vào cơ thể của mình qua các cái hình thức, qua các cái bằng các cái đường, ví dụ như là qua cái đường là mình ăn uống vào trong cơ thể của mình đúng không ạ? Thì nó ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của mình. Nhất là nó có thể làm ảnh hưởng đến cái niêm mạc ruột của mình này, ảnh hưởng đến dạ dày, đến đại tràng của mình. Đó, và ngoài ra nữa thì nó ảnh hưởng xấu đến đường hô hấp. À, một cái điều lưu ý với các anh chị là đó là ở tại Việt Nam mình ý, thì mọi người có thể là mọi người sẽ thích mùi hương rất rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà ở tại châu Âu ấy,
họ họ không thích những cái sản phẩm mà có quá nhiều mùi hương các anh chị. Mùi hương của họ sẽ thiên về là nhẹ nhàng tinh tế, thoang thoảng thôi các anh chị. Và ở tại châu Âu họ quy định rất rõ ràng về mùi hương các anh chị. Ví dụ như mùi hương A được sử dụng trong nước giặt, mùi hương B sử dụng trong dầu gội sữa tắm của trẻ em, mùi hương C sử dụng trong nước hoa hay trong một cái loại gì đó, chứ không phải là chúng ta thích sử dụng mùi hương ở trong một loại sản phẩm nào cũng được. Đó, và mùi hương bản chất thì nó là một cái yếu tố tưởng chừng như vô hại, nhưng mà nó lại gây ảnh hưởng tới tận cấp độ nhỏ nhất ở trong cơ thể của mình, đó là cấp độ tế bào các anh chị. Đó, thế thì hàng ngày chúng ta mà cứ rửa chén bát, mà những cái loại nước rửa chén mà có chứa nhiều hóa chất thì các anh chị, chúng ta hít hà phải cái mùi hương của nó. Và những cái loại mà rất nước rửa chén thông dụng mà hay hoặc là chứa nhiều hóa chất ở trên thị trường ấy, thì cái mùi hương của nó sẽ được tạo bằng từ gốc dầu mỏ nha các anh chị. Và khi mà chúng ta hít phải như vậy nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến hệ hô hấp, ảnh hưởng đến phổi, đặc biệt là những người mà có sức đề kháng kém, ví dụ như người già, trẻ nhỏ hay hoặc những người đang ốm bệnh như các anh chị. Đó, là với những cái người mà bị gọi là bị hen suyễn hay là bị phế quản ấy, họ ngửi về những cái mùi hương này họ sẽ thấy bị gọi là bị kích thích ngay lập tức. Nó ảnh hưởng vô cùng lớn các anh chị. Và ngoài ra nữa thì nó cũng là trong các loại nước rửa chén mà có chứa hóa chất ấy, nó cũng gây ra các cái chứng bệnh ung thư. Gây các cái chứng bệnh bệnh ung thư. Thì vì chúng ta biết là bây giờ bệnh ung thư thì quá nhiều đúng không ạ? Và càng ngày ung thư càng trẻ hóa các anh chị. Đó, thì thậm chí nữa là trực tiếp luôn chúng ta sử dụng ngày thì nó sẽ gây trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của chúng ta. Có anh chị nào ở đây mà sử dụng nước rửa chén mà đã từng bị ngứa chưa ạ? Em luyến công khai luôn các anh chị là từ xưa đến nay là em rửa bát vô cùng khổ các anh chị. Cho đến thời điểm Ecolova về là em, trước thời điểm Ecolova là em cũng có sử dụng một cái loại khác thì nó cũng ok. Và sau đấy khi Ecolova về là em sử dụng Ecolova là em không bị cái tình trạng đó. Nhưng trước đây khi mà em sử dụng nước rửa chén ấy, nếu như mà em dùng em không đeo găng tay nha các anh chị, em không đeo găng tay là em bị cái tình trạng là bị nổi các cái mụn nước li ti ở trong trong cái lòng bàn tay này, trên các ngón tay nữa. Mà đến đêm em ngứa ngứa điên luôn ấy, và đã có từng có lần là em phải lấy dao ra em gãi các anh chị. Nó ngứa đến cái mức độ như vậy các anh chị. Ban đầu em cứ nghĩ là do là gan của mình có vấn đề, hồi bé hồi nhỏ cứ nghĩ là gan có vấn đề, nhưng về sau này ấy, khi mà mình có điều kiện kinh tế mình đi khám kỹ nhiều, khám khám và xét nghiệm các thứ nhiều thì bác sĩ nói luôn với mình là mình chả bị vấn đề gì, máu huyết cứ chả bị làm sao cả, do là mình sử dụng mình bị dị ứng cái loại mà nước rửa chén đấy thôi. Và em chuyển qua rất nhiều loại nước rửa chén nha, chuyển qua rất nhiều loại nước rửa chén nhưng mà không phù hợp với một loại nào hết, bởi vì nó vẫn chứa những cái loại hóa chất mà nó gây ảnh hưởng đến da của mình các anh chị. Và một cái điều lưu ý nữa các chị em phụ nữ lưu ý là mình muốn là giữ một cái đôi tay mà mềm mại cũng như là nó không bị cái tình trạng bị lão hóa sớm các anh chị, thì nhớ cho em là nên lựa chọn một cái loại, nếu như các anh chị đeo găng tay được thì tốt, còn nếu không đeo găng tay được các anh chị phải lựa chọn cho mình một cái loại nước rửa chén mà nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho cái da tay của mình, được chưa ạ? Và một cái điều tiếp theo nữa là nhiễm độc chì các anh chị. Nhiễm độc chì thì các loại nước rửa chén thông thường mọi người thấy nó sẽ có màu đúng không ạ, nó màu này màu kia đúng không ạ, thì các cái màu đó thì đến từ các cái thành phần thiên nhiên là ít và chủ yếu là các loại hóa chất là nhiều đó các anh chị. Và khi mà mình sử dụng như vậy thì cứ hàng ngày ở trong các cái hóa chất đấy nó có chứa chì ấy, nó sẽ ngấm sâu vào cơ thể của mình, nó gây ra rất nhiều các cái bệnh tật nguy hại đến sức khỏe của con người, được chưa ạ? Thì đấy là đôi phút mà em muốn chia sẻ về những cái tác hại của việc mà sử dụng nước rửa chén bát có chứa hóa chất, được chưa ạ? Đó, thế còn với bản thân của cái sản phẩm Ecolova của nhà Phú Thái ấy, thì lúc nãy là có phải là Minh Minh hỏi chị cái câu là nước rửa chén của nhà Phú Thái có cái gì độc đáo đúng không Minh Minh? Hay là em hỏi câu gì nhỉ? Chị để đang quên mất cái câu hỏi của em có thể hỏi lại giúp chị được không? Vừa nãy thì em có đang nhờ chị Luyến là phân tích cho các anh chị là hiểu hơn về cái giới thiệu về cái dòng sản phẩm của bên mình, hiểu về cái dòng sản phẩm của bên mình nó có khác gì với cả bên ngoài chị ạ. Ok, thế thì hiện tại là như này. Ở đây có rất nhiều các anh chị mà mình lúc ấy mình comment giúp em là mình đang sử dụng cái sản phẩm Ecolova của nhà Phú Thái đúng không ạ? Thế thì một lần nữa đi, một lần nữa em lại nhờ các anh chị một cái việc, đấy là các anh chị comment phần khung chat giúp em cái cảm nhận của mình khi mà các anh chị sử dụng cái sản phẩm Ecolova nước rửa chén của nhà Phú Thái được không ạ? Nước rửa chén của nhà Phú Thái hiện tại đang có hai loại các anh chị. Hiện tại đang có hai loại nha. Đấy là nước rửa chén dừa già và nước rửa chén gạo các anh chị. Rồi, mọi người comment giúp em đi ạ. Hiện tại mọi người sử dụng, mọi người đang cảm nhận thấy thế nào ạ? Dạ vâng, thì trong khi mà mọi người đang chờ đợi mọi người comment thì lúc mà em thấy chị Luyến có chia sẻ là ngày xưa mình dùng là bị mụn nước đúng không ạ? Cá nhân em thì cũng cũng khi mà dùng thì em cũng bị kích ứng, đó chính là em bị bong ra tay. Em không biết là tại sao cứ mỗi lần rửa bát thì mẹ em lại bảo là do em lười nên là nó mới bong.
Nhưng mà khi rửa bát với những cái dòng sản phẩm khác ấy, thì luôn luôn bị bong ra tay rất là nhiều. Nhưng mà chỉ cần đổi qua nhà của nhà Phú Thái, em rửa là tay em mềm luôn, là không còn cái hiện tượng là bong ra tay, không còn cái hiện tượng bong chóc, mà rửa xong thì bát vẫn sạch mà tay của mình thì vẫn là mềm. Và bây giờ thì cũng sẽ đồng hành với cả chị Luyến là có rất là nhiều các anh chị đang xem về dòng sản phẩm của Phú Thái ở dưới khung chat đấy ạ. À, ok, ở trên phần khung chat này em thấy rất nhiều các cái feedback của các anh chị. Nhờ bạn trợ lý là sẽ chụp lại những cái feedback này của các anh chị nhé. Đây cũng chính là một cái feedback, những cái feedback rất là hay và rất là đa dạng. Khử mùi tanh khi ăn cá này, rồi thì sạch thơm dịu nhẹ không bị bong ra tay, sạch tinh khiết không tốn nước, ít bọt rồi thơm sạch, đúng không ạ? Rất nhiều các cái feedback như vậy. Rồi cảm ơn các anh chị đã comment rất rất là nhiều, và da mềm, da tay mềm mại nữa, không bị tình trạng khô rít rồi nhờn, đúng không ạ? Rồi, khách hàng mà báo hơi đắt thì lát em sẽ xử lý cho chị cái này. Rất dễ xử lý với những cái trường hợp khách hàng chê giá đắt nha các anh chị. Rồi, thế thì mình quay trở lại một chút nữa. Đây là những anh chị mà mình đã sử dụng sản phẩm rồi. Thế còn hiện tại những anh chị nào mà mình chưa từng sử dụng, chưa từng trải nghiệm cái sản phẩm nước rửa chén Econova thì mình comment lên số 0 đi ạ. Để biết là có bao nhiêu anh chị mình chưa trải nghiệm cái dòng sản phẩm này của nhà Phú Thái các anh chị. Chị Tuyền Nguyễn là mình chưa, là chị Tuyền Nguyễn lúc nãy đang sử dụng Amway, đúng không ạ? Và sắp đang có ý định manh nha là sang sử dụng cái nước rửa chén Econova. Rồi, rất nhiều các anh chị chưa sử dụng sản phẩm Econova nước rửa chén của nhà Phú Thái. Thế thì hiện tại em cũng muốn là rồi em cảm ơn chị Thúy Quỳnh. Em cũng muốn chia sẻ với những anh chị, đặc biệt là những anh chị mà mình chưa biết đến cái sản phẩm, hai cái sản phẩm nước rửa chén đình đám của nhà Phú Thái trên kệ Rupee nha các anh chị. Rồi, thế thì đây là cái sản phẩm mà nước rửa chén hương gạo của nhà Phú Thái nha các anh chị. Cái sản phẩm nước rửa chén hương dừa ấy thì nó sẽ là như này. Đây hình ảnh của nó đây, đợi em một xíu. Mọi người thấy màn hình của em đúng không ạ? Minh Minh thấy màn hình của chị đúng không? Đấy chị ơi, nhưng mà nó chưa full màn hình chị ạ. Ok, chị đang cố tình để như vậy cho anh chị xem. Đây là cái sản phẩm mà mọi người nhìn trên màn hình ý, nó là cái sản phẩm nước rửa chén gạo nha các anh chị. Còn đây là sản phẩm nước rửa chén dừa các anh chị. Đó, dừa thì có hình cái trái dừa mà gạo thì có cái hình bông lúa, được chưa ạ? Rồi, thế thì cái sản phẩm này của nhà Phú Thái thì nó có cái gì hay ho, có cái gì đặc biệt ở trên thị khác với trên thị trường đúng không ạ? Bởi trên thị trường thì em nếu mà nói về hóa chất thì mình sẽ không bàn tới. Nhưng mà mình sẽ bàn tới những cái sản phẩm mà nó cũng là sản phẩm cũng quảng cáo là cũng cũng nói là sản phẩm đi theo hướng là xanh đúng không ạ? Tức là thiên nhiên nhiều ấy. Đó, thế thì nó có cái gì khác? Thế thì cái sản phẩm này của nhà Phú Thái, nước rửa chén của nhà Phú Thái, thứ nhất là sản phẩm này sử dụng cái hệ nền chiết xuất từ quả ô liu Ý các anh chị. À, mọi người biết là cái quả ô liu rồi đúng không ạ? Quả ô liu nó rất là đắt các anh chị. Và bình thường ra là người ta sẽ sử dụng ở trong cái việc là trong các loại mỹ phẩm để làm sạch da ấy. Ví dụ sữa rửa mặt chứa ô liu hay là những cái sản phẩm mà cao cấp đắt tiền nên là người ta hay sử dụng cái quả ô liu này. Thế thì khi mà người ta tách chiết được cái tinh dầu của quả ô liu ra để người ta làm rồi ấy, thì cái bã của quả ô liu này nhà 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 sản xuất là họ sử dụng cái bã của quả ô liu nhé, lấy hết tinh dầu các thứ đi rồi còn lại cái bã đó họ sẽ sử dụng làm cái hệ nền cho cái sản phẩm nước rửa chén của Econova, được chưa ạ? Và ngoài ra nữa thì sử dụng cái thành phần glycerin thực vật, nước chưng cất từ vỏ quả nho đỏ Pháp, được chưa ạ? Và chiết xuất từ gạo. Còn cái sản phẩm dừa thì nó sẽ có thêm cái chiết xuất dừa nữa nha các anh chị. Đó. Thế thì ngoài cái việc mà mọi người lưu ý giúp em, đầu tiên mọi người lưu ý giúp em như này này. Thứ nhất là tất cả các cái sản phẩm Econova của nhà Phú Thái chứ không cứ gì hai cái loại nước rửa chén này đâu nha. Là các cái sản phẩm này đều được sản xuất tại nhà máy Sid Italia thuộc đảo Palermo, Italia, được chưa ạ? Và chúng ta mỗi cái sản phẩm khi mà về Việt Nam ấy thì đều có một cái mã U5 để nó làm cái gì? Để nó chứng minh một cái điều là cái sản phẩm này được xuất đi từ châu Âu, được chưa ạ? Được thông qua Nghị viện châu Âu kiểm chứng về độ an toàn hiệu quả, hàng là hàng châu Âu. Chúng ta đang hợp tác với những đơn vị mà đang đi đầu thế giới, được chưa ạ? Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là các cái sản phẩm Econova cũng như là nước rửa chén Econova của nhà Phú Thái thì không có chứa chất tạo đặc cellulose nha các anh chị. Được chưa ạ? Cái chất tạo đặc cellulose ấy là thường nó được làm từ các cái sợi vải, các cái hạt vải tái chế các anh chị, các cái vải tái chế, các cái đồ tái chế nó đem ra nó làm chất tạo đặc các anh chị. Thế thì nếu như một cái loại nước rửa chén mà khoảng tầm độ 3 cân đấy các anh chị, 3 cân nước rửa chén nếu như mà muốn là cho đậm đặc vào để cân lên đấy các anh chị thì 3 cái cân nước rửa chén đậm đặc đấy nó chỉ tốn được khoảng độ là 300 đồng thôi các anh chị. Tức là nó quá là rẻ luôn các anh chị. Thế thì nếu nó rẻ như vậy liệu nó có tốt, có an toàn, có hiệu quả không ạ? Đó, thế thì cái chất tạo đặc ấy thì em nói luôn là ở trong cái sản phẩm của nhà Phú Thái nó chỉ có cốt đặc của sản phẩm chứ nó không có chứa chất tạo đặc nha các anh chị. Không có chứa chất tạo đặc cellulose, và bản thân cái chất tạo đặc cellulose ấy thì nó gây hại rất là nhiều đến sức khỏe của con người cũng như là nó làm tắc cống. Mọi người mà để ý là sau một thời gian mình sử dụng ấy thì cái cống của mình ấy, nó sẽ bị cái tình trạng là ở ngay trên cái bồn rửa bát của mình đi, nó sẽ bám
kép những cái cặn cặn vào đấy, nó chính là cái cặn của cái chất tạo đặc cellulose là một này. Đấy, thì khi mà mình sử dụng thì mình sẽ cảm nhận thấy như thế luôn. Và ngoài ra trong cái đường ống cống của mình sử dụng một thời gian là nó sẽ bị cái tình trạng nhờn cũng như là tắc tắc cái cống của mình, đấy là do cái chất tạo đặc nha các anh chị. Các cái sản phẩm mà có chứa chất tạo đặc nó sẽ bị cái tình trạng đó. Và ngoài ra nữa là về mùi hương các anh chị. Thì như lúc nãy em có nói rồi đấy, thì ở châu Âu họ quy định rất rất khắt khe về việc sử dụng mùi hương. Nên là các cái sản phẩm của nhà Phú Thái nó sẽ đi theo cái hướng là thiên hướng là nhẹ nhàng tiêu chuẩn châu Âu, tức là nó nhẹ nhàng thôi, mùi hương nó nhẹ nhàng thoang thoảng và nó theo kiểu là nó rất là an toàn lành tính, nó thiên nhiên chứ nó không phải là sử dụng cái gốc dầu mỏ như các cái sản phẩm chứa hóa chất. Nên là khi mà các anh chị sử dụng các chị tha hồ hít hà, được chưa ạ? Và mọi người thấy là các cái sản phẩm nước rửa chén bát ở trên thị trường ấy, thì nó thường nó sẽ sử dụng để là rửa chén bát thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái sản phẩm của nhà Phú Thái ấy, thì ngoài cái việc làm sạch các cái vết dầu mỡ cặn bẩn và diệt khuẩn ở trên bát đĩa thì nó còn được ứng dụng ở trong cái việc là sử dụng để mà làm sạch bề mặt củ quả cũng như là rửa sạch cái bình sữa và núm ti của trẻ em các anh chị. Rửa sạch bình sữa và núm ti của trẻ em, được chưa ạ? Đó. Và ngoài ra nữa ấy, thì cái sản phẩm này ấy, nó rất là lành tính, nên khi mà các anh chị sử dụng kể cả cái hệ cồn của nó cũng là cồn tự nhiên luôn các anh chị. Nó sử dụng cái quả vỏ nho đỏ Pháp ấy, nó làm cái loại cồn tự nhiên. Giống như việc bây giờ chúng ta chỉ cần là điên cỗ ấy, mà thông thường là các cái bàn tiệc nó hay sẽ hay có nho ấy chẳng hạn ấy, thì mọi người ăn mọi người đừng bỏ cái vỏ nó đi nhé, bởi vì cái vỏ của nó đóng vai trò như là một cái loại cồn tự nhiên đấy các anh chị, nó sẽ sát khuẩn cũng như là làm sạch khử mùi hôi rất là tốt luôn. Mình ăn nó như vậy nó sẽ làm sạch răng cũng như là khử mùi hôi trong khoang miệng của mình đó. Thế thì đây là những cái đặc trưng của cái sản phẩm này. Thứ nhất đó là cái công thức làm sạch tối ưu từ thực vật, làm từ chiết xuất từ quả ô liu này, từ gạo này, từ vỏ nho này, được chưa ạ? Và một cái điều tuyệt vời nữa đấy là cái công nghệ của cái sản phẩm này là chúng ta sử dụng công nghệ bọt mềm khóa bọt đa điểm, nên là khi mà các anh chị sử dụng ấy, lúc ấy có một cái feedback của một chị ở trên nhóm, ở trên khung chat đấy là nó rất là ít bọt nhưng mà nó sạch rất là tốt, đúng không ạ? Và đặc biệt là nó khử sạch mùi tanh nhưng nó không làm lưu mùi cái nước rửa chén này ở trên cái chén bát đũa muỗng của mình, được chưa ạ? Không chất tạo đặc này em nói rồi này. Và ngoài ra nữa là cái sau khi các anh chị rửa bát xong nha các anh chị có thể đổ đi để tưới cây cũng hoàn toàn tốt, cũng không vấn đề gì, nó không gây ảnh hưởng đến cây trồng hay là đất nha các anh chị. Thì đây là những cái đặc điểm mà gọi là đặc trưng của cái sản phẩm nước rửa chén Ecova của nhà Phú Thái mà em muốn chia sẻ với các anh chị. Nếu như các anh chị nào mà là người mới ấy, thì mình có thể là mua một sản phẩm về mình trải nghiệm thử, thì em khẳng định là mình sẽ có những cái cảm nhận vô cùng thích thú giống như những anh chị mà mình đã sử dụng rồi mà lúc đó mình comment số 1 giúp em đấy ạ. Rồi, xin phép là trả lại mic cho MC. Thì trước khi mà trả lại mic cho MC ấy, thì những anh chị mà lúc đấy ấn số 0, tức là mình chưa sử dụng cái sản phẩm nước rửa chén Ecolova của nhà Phú Thái á, mình có thể comment giúp em là sau cái phần chia sẻ của em ấy, thì mình đã phần nào mình nắm được những cái điểm gọi là cái key độc đáo của cái sản phẩm này chưa ạ? Thì để em có biết đường em điều chỉnh, bởi vì em luyến là có một cái tật là nói nhanh anh chị. Nên nhiều khi mà cứ nói xong lại phải hỏi lại các anh chị là các anh chị nghe, các anh chị có hiểu không? Không có rồi nói xong rồi các anh chị nhà mình lại bảo là nói nhanh quá tôi chưa hiểu gì chẳng hạn là em sai rồi đấy các anh chị. Rồi, ok, có chị Trầm là mình ok rồi này, mình thấy ok rồi đúng không ạ? Thế còn các anh chị ấn số 0 đấy đâu ạ? Những anh chị mà em thấy lúc đấy có rất nhiều các anh chị mình ấn số 0. À, sản phẩm rất tốt, em cảm ơn chị Trầm nhé. Rồi ạ. Rồi. À, đã mua một combo 480 đang chờ nhận của hàng rồi. Ok, em cảm ơn chị Bích Thủy. À, chị Trầm chờ khuyến mại. À, chị ơi chị mình mua một chai mình trải nghiệm đi, chứ nếu mà mình chờ khuyến mại thì không biết đến bao giờ được khuyến mại đâu chị. Rồi ok, cảm ơn các anh chị, cảm ơn chị Tuyền, cảm ơn anh Nguyễn Long. Rồi xin phép là trả lại mic cho MC ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Luyến đã giới thiệu về dòng sản phẩm Econova và cũng như là giới thiệu cho mọi người đó là điểm nổi bật, điểm mạnh của dòng sản phẩm Econova. Và không biết là những cái thông tin của chị Luyến đã hỗ trợ mọi người đã thấy mê vào dòng sản phẩm chưa? Và ngay cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà dòng sản phẩm Econova và đặc biệt là gia đình nhà mình nghe đến giới thiệu về dòng sản phẩm đã thử luôn, đã cho mình cơ hội trải nghiệm và đúng như là những gì chị Luyến nói, sử dụng rất là thích, sử dụng rất là khi mà không những là nhà mình mà mang về cho cả gia đình ở quê để cho cả nhà đều dùng cái dòng sản phẩm tốt này. Và khi nếu như các anh chị nghe những cái câu chuyện trải nghiệm này và mọi người thấy là cái feedback của các anh chị khác đã gửi đến là rất là mê này, rất là thích mùi hương này này, sử dụng một cái dòng sản phẩm mềm tay. Vậy thì các anh chị mà chưa từng trải nghiệm hãy cho mình một cơ hội trải nghiệm và các anh chị cũng sẽ mê dòng sản phẩm như là Minh Minh hay là như là các anh chị vừa mới trả lời đây thôi ạ. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta làm sao chúng ta đang có, đó chính là chúng ta đang có chương trình là tặng quà cho các anh chị, nên là các anh chị nhớ là đừng quên là điền vào thông tin cá nhân của mình vào vòng quay may mắn ở cuối chương trình. Chúng ta nhớ là ở lại đến cuối chương trình để chúng ta cùng đồng hành. Và vậy thì bây giờ đây các anh chị
Khi mà chị Luyến đã chia sẻ những cái điểm nổi bật về dòng sản phẩm rồi, vậy thì các anh chị nào đã có anh chị nào ở trong phòng Zoom này đã sử dụng sản phẩm chưa ạ? Nếu như mà có hoặc thì các anh chị có thể giơ tay lên giúp mình được không ạ? Ở đây thì em thấy chị là Nguyễn Thị Huế ạ. Bây giờ thì em xin mời chị Huế có thể nhanh tay và bật mic lên chia sẻ cái trải nghiệm về dòng sản phẩm ạ. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh em trong phòng Zoom buổi trưa ngày hôm nay. Mình tự giới thiệu là mình là Nguyễn Thị Huế, mình năm nay là 46 tuổi. Mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam. Mình đã vào đây kinh doanh Dropy cũng được 2 tháng rồi. Thế thì thành tích kinh doanh Dropy của mình thì sau khai trương cũng được 25 đơn hàng. Đấy. Tại sao ở trong kệ của Dropy bán rất nhiều sản phẩm, trên 3.000 sản phẩm, nhưng Huế lại lựa chọn cái sản phẩm nước rửa chén Eclova để mình đưa đi kinh doanh. Thứ nhất là Eclova là một sản phẩm nhà nhà đều dùng đến và tái sử dụng rất là nhanh. Và thứ hai nữa là Eclova là một sản phẩm có tính năng vượt trội và khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường. Nên bản thân gia đình nhà Huế cũng đang dùng và trải nghiệm cái sản phẩm Eclova này. Đấy. Thì điều đầu tiên mà Huế cảm nhận và mình cảm thấy tâm đắc nhất về cái sản phẩm này, thứ nhất là da tay rất là mềm mại, đấy, không thấy khô tay. Nhưng mà còn như trong trước kia ấy, là Huế có dùng những cái sản phẩm của truyền thống ấy, thì da tay rất là khô, ráp. Mà đặc biệt với ở ngoài Bắc ấy, thì cái mùa hanh khô nó nhiều. Thì mỗi khi rửa bát xong là da tay sẽ lứt lở, rất là khó chịu. Đấy. Và việc thứ hai nữa là khi thỉnh thoảng gia đình mà có cải thiện bữa ăn cơm với cá chẳng hạn. Đấy, mà ăn xong thì mình rửa bát bằng cái nước thông thường ấy. Thì rửa xong mình có đun nước nóng để mình trần qua lại bát ấy. Nhưng mà cái mình có cảm giác là mùi tanh và cái mùi, mình cảm giác nó không được sạch. Nhưng khi mà mình dùng cái nước rửa chén Eclova này thì cái mùi hương để lại trên cái bát rất là thơm và mình cảm nhận nó rất là sạch sẽ. Đấy. Thì sau đây thì Huế cũng đã trải nghiệm cái sản phẩm này rồi và Huế cũng chia sẻ cái cách bán Eclova. Đấy thì như mình thì mình hay áp dụng cái hình thức là mình bán hàng đường thẳng, và đầu tiên là mình có tư vấn cho anh chị em và người nhà, người thân và hàng xóm của mình trước. Đấy. Thì mình cũng có hỏi với lại khách hàng là chị ơi, nhà mình hiện tại đang dùng cái nước rửa bát gì đấy, thì khách hàng cũng bảo là chị đang dùng loại ABC. Đấy. Thế thì mình cũng chia sẻ với khách hàng là vậy mỗi lần rửa bát xong ấy thì mỗi lần chị ăn cơm xong chị rửa bát ấy thì chị có phải đeo găng tay không? Đấy thì khách hàng cũng bảo là lúc nhớ thì đeo, còn không thì cũng không đeo. Đấy. Và mình cũng chia sẻ lại khách hàng là thế lúc rửa bát xong ấy thì chị đi không đeo găng tay ấy, thì chị cảm nhận da tay của chị như thế nào? Thế thì khách hàng cũng có trả lời là mỗi lần rửa bát xong ấy da tay cảm thấy nó khô và nó nhờn. Nó cảm giác nó rất là khó chịu. Đấy, thì mình cũng đồng cảm với khách là đúng rồi đấy chị. Trong cái nước rửa bát thông thường ấy thì nó có hóa chất, như có cái chất chất nó có cái sút ấy làm da tay rất là nhờn, nó rất là khó chịu. Và thứ hai nó có chất tạo động đặc, tức là cái cyanuro ấy là cái chất đến là nó gây hại môi trường và gây hại cho da tay. Đấy. Thế thì khách hàng bảo đúng rồi đấy em, mỗi lần rửa xong thì da tay đúng là như vậy thật, nó cứ nhờn và nó rất là khó chịu. Đấy, thì mình có đồng cảm với khách. Đó đấy chị thấy không? Đấy thì bên công ty em ấy đang có cái sản phẩm mà nước rửa chén hoàn toàn làm bằng từ thiên nhiên. Đấy, chiết xuất từ gạo và nước nho đỏ của Pháp. Đấy thì nó sản phẩm này rất là an toàn với da tay này. Rửa xong là da tay rất là mềm mại. Và đặc biệt là cái nước rửa chén này ấy, thì nó còn rửa được cả bình và lúng bú cho trẻ con bú ấy. Đấy. Và nó khử được nhiều mùi tanh của cá, rồi là tẩy được những chất bảo quản, mình làm sạch bề mặt của hoa quả trái cây ấy. Đấy thì đấy thì mà khi rửa xong ấy thì cái
cái nước rửa bát đấy mình có thể là tưới cây được đấy. Đấy chị thấy xem cái nước cái nước rửa chén nó rất là an toàn như vậy đấy. Thế thì khi mình nói với chia sẻ với khách hàng xong thì mình cũng chốt luôn cho khách hàng. Ô thế thì chị sử dụng nước rửa chén bên em đi, thì chị cứ sử dụng một vài hôm thì chị cho em cái cảm nhận đó. Đấy, đó là cách chia sẻ của mình với tập khách hàng của mình là khách quen và bình dân, nên mình chia sẻ như vậy với nhiều người và được đón nhận vì mình tư vấn thật nên khách hàng rất là ủng hộ. Thế bài chia sẻ của mình đến đây là hết, thì trước khi dừng lời thì cho mình cảm ơn mentor Phượng trưởng nhóm đã tạo ra quy trình bán hàng rất là đơn giản để cho anh em trong đội nhóm áp dụng đấy, và làm theo. Và mình cũng cảm ơn BBV Phú Thái đã tạo ra những cái buổi Zoom như ngày hôm nay để cho mọi người giao lưu, chia sẻ và học hỏi nhau, nắm bắt được những cái sản phẩm và kỹ tư vấn kỹ lưỡng hơn trước khi mình bán sản phẩm. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, em xin đại diện phía bên hai bên phía nhà cung cấp thì rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Huế. Và khi mà nghe chị Huế chia sẻ là không những là cái trải nghiệm về dòng sản phẩm mà bây giờ chúng mà lại còn biết thêm là chúng ta có một cái dòng cách bán hàng. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta có hôm nay chúng ta đồng hành với cả hai nhà cung cấp đúng không ạ anh chị? Hai nhà cung cấp thì đương nhiên là chúng ta sẽ có hai câu chuyện rồi đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một chia sẻ trải nghiệm chúng ta đang nghe chuyện đúng không ạ? Mọi người có muốn nghe cái trải nghiệm tiếp theo không ạ? Vậy thì chúng ta vừa mới nghe một anh chị đó chính là trải nghiệm về dòng sản phẩm bên nhà cung cấp Phú Thái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm là để chúng ta nghe tiếp luôn là một câu chuyện trải nghiệm dòng sản phẩm tiếp theo của nhà Vago. Và ngay bây giờ đây thì anh chị nào đang muốn mình chia sẻ thật nhanh về dòng sản phẩm Vago thì có thể là cho mình một cánh tay đi ạ. Ai đã sử dụng rồi giơ tay luôn đi mọi người. Ngay lúc này đây đang có rất là nhiều câu chuyện chia sẻ thì chúng ta giơ tay và bật mic lên luôn đi ạ. À em thấy chị Kim Hoàng rồi ạ. Bây giờ em xin mời chị Kim Hoàng lên chia sẻ nhá. Em chào chị ạ. Bây giờ mình bật mic được rồi ấy chị. À, bên em là chưa nghe thấy tín hiệu từ chị đâu ạ. Đã nghe chưa cả nhà? Mình xin chào cả nhà nha. Dạ vâng ạ, em chào chị và nghe rất rõ rồi. Em xin mời chị chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Xin chào cả nhà, mình xin chia sẻ về câu chuyện mình sử dụng các sản phẩm cũng như là trải nghiệm các sản phẩm của Vago. Cái câu chuyện của mình rất là tình cờ khi mà mình được một người bạn tặng cho sản phẩm Vago, đó là những cái đôi đũa dùng của Vago. Và khi mình sử dụng thì mình thấy rất là thích. Ở đây điều đầu tiên đó là rất là nhỏ gọn, và thứ hai là cái chất liệu sơn á của Vago đó, nhìn nó rất là chắc chắn. Và bản thân mình cũng đã thử, tại vì khi cái chất liệu gỗ này nó rất là tự nhiên á, và gỗ đây là những loại gỗ già cho nên là không có sợ nó bị cong vênh. Và mình đã thử đối với sản phẩm của nhà Vago này á, là mình có ngâm vô trong nước. Mình ngâm thì vì mình là cũng hơi bận rộn, có khi là buổi trưa á, dùng cơm mà mình chưa có kịp là rửa chén rửa bát á, mình ngâm mình để đến chiều chiều mình về mình rửa thì nó vẫn là không có bị bong tróc sơn, cũng như là không có bị ra màu. Vì mình cũng đã thử một số cái sản phẩm kia, như là lúc trước mình có dùng thử là đũa dừa á, thì mình ngâm trong nước á, thì mình thấy nó ra màu và chiếc đũa thì nó bị cong vênh lên rất là khó gắp và nhìn cũng rất là mất thẩm mỹ. Mà khi đến với Vago thì mình nhìn thấy là rất là chắc chắn và cảm giác rất là an toàn, giống như chủ đề của hôm nay là một cuộc sống không gian bếp xanh vậy đó. Mình cũng yêu gia đình của mình yêu không gian bếp của mình, nên mình chọn những sản phẩm là tốt cho sức khỏe của gia đình và tốt cho cả cộng đồng. Và khi mà đến với sản phẩm gỗ của Vago thì mình đã dùng, mình trải nghiệm như vậy, mình thấy là sản phẩm gỗ rất là chắc nè. Cái nước sơn là không bị bong tróc, mặc dù là mình có ngâm qua mình cũng thấy như vậy. Và thứ hai là cái cách sử dụng á, là khi Tết đến thì mình hay thấy là hay chiên nấu những bánh tét, hay là những cái chất liệu nó rất là dính, đó là nó dính bám vào những cái đầu đũa, thì chúng ta khi chúng ta có những chất liệu đó như vậy thì chúng ta nên là để dưới nước một thời gian cũng rất là ngắn thôi,
Điển hình như là chiếc vá của Vago này các bạn. Lúc buổi trưa vừa rồi thì nhà mình mới dùng cơm xong thì mình có đi ra mình rửa, thì các bạn thấy là mình chỉ để dưới vò nước và mình đẩy nhẹ cái lớp cơm, dùng cái mút mềm nha các bạn, mình đẩy nhẹ cái lớp cơm bám dính trên bề mặt dưới vò nước thì nó sẽ ra rất là nhanh chứ không hề bị trầy xước ở trên mặt vá này, cũng như là trên cái chất liệu sơn ở trên mặt gỗ của những đầu đũa như thế này. Thì mình muốn chia sẻ ở đây là cái cách sử dụng mình rửa đối với mút mềm, và không nên là dùng cái mút cứng như là bằng bằng nhôm á, mình cọ mình chà sát nó lâu như vậy thì nó sẽ làm tróc cái lớp sơn. Và cái điều đặc biệt thứ ba mình muốn chia sẻ ở đây đối với Vagu là sản phẩm của Vagu á, không hề là bám dính vào ở trong đũa. Đó là gì? Khi những cái sản phẩm mình mua những đôi đũa nấu ở ngoài thị trường á thì giá nó mềm hơn Vagu, nhưng mà về mình chiên nấu là ở cái đầu đũa này này các bạn, nó hay bám dầu vô á, và mình để một thời gian là nó dễ bị mốc. Còn đũa của Vagu thì mình thấy là rửa xong mình để lên kệ là ráo rất là nhanh và không hề bị mốc gì hết. Thì cũng mong chia sẻ lan tỏa đến tất cả các bạn, mình tin là chất lượng ở Vagu, và mong lan tỏa sản phẩm này đến tay người tiêu dùng vì một cuộc sống xanh, vì không gian xanh. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ vâng ạ, em xin nhận mic và em xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Kim Hoàng. Và nghe chị Kim Hoàng chia sẻ và đặc biệt là đã cầm luôn cái dòng sản phẩm lên khoe với cả các anh chị trong Zoom. Thì như mọi người cũng đã biết, như chị Kim Hoàng đã nói thì chúng ta có những cái dòng sản phẩm đến từ Vago là những cái dòng sản phẩm bát này, đũa muỗng bằng gỗ. Vậy thì gỗ ở đây khác như thế nào? Như chị Kim Hoàng cũng có chia sẻ là đã sử dụng các dòng sản phẩm khác rồi. Nhưng khi sử dụng riêng cái dòng sản phẩm của Vago là có một trải nghiệm hoàn toàn đặc biệt luôn, mang lại cho một cảm nhận và đặc biệt là rất là mê và cầm luôn ở trên tay và khoe với các anh chị trong Zoom ạ. Vậy thì ngay bây giờ đây thì em xin mời sự quay trở lại của chị Ngọc Quý, giám đốc kinh doanh của bên nhà Vago, có thể chia sẻ cho em và như các anh chị trong Zoom biết được những cái dòng sản phẩm từ bên nhà Vago có gì đặc biệt và đặc biệt là xuất xứ từ đâu ạ. Em xin mời chị chia sẻ ạ. Em Quý xin quay lại mình đầu tiên mình xin biết ơn cái cảm nhận về cái sản phẩm của Vagu rất là thực tế của chị Kim Hoàng. Mình muốn nói thêm nhưng mà hình như chị Hoàng cũng nói hầu hết rồi. Tuy nhiên để cho cả nhà mình có thể nắm rõ hơn về sản phẩm của Vagu thì em chia sẻ thêm về cái sản phẩm của Vagu. Vagu thì được làm từ cái nguyên liệu từ thiên nhiên, tức là gỗ, mà gỗ nguyên khối à cả nhà. Gỗ nguyên khối nhưng mà mình không phải đi lên rừng mình khai thác để mà mình lấy cái gỗ đó để mà mình làm, mà gỗ ở đây là gỗ nhà trồng và vườn trồng. Ví dụ như những cái đôi đũa mà lúc nãy chị Hoàng có giới thiệu đó thì là được sản xuất từ cái cây gỗ nhãn. Cây gỗ nhãn thì cái trái nhãn mình đã ăn rồi, còn khi mà cây nhãn nó già đi thì mình khai thác cái gỗ của cái cây nhãn đó, thì hoàn toàn là mình sử dụng những cái vật liệu rất là từ thiên nhiên và không có khai thác rừng bừa bãi. Và cái sản phẩm thứ hai đó là cũng là gỗ nguyên khối luôn, tức là mình không sử dụng gỗ ép nha cả nhà. Gỗ nguyên khối tức là những cái cây thớt, thớt thì mình những cái đồ lớn ví dụ như những cái bộ chày cối từng bằng gỗ đi thì mình sử dụng từ cây gỗ xà cừ. Và gỗ xà cừ thì được vườn trồng ở đây có nghĩa là người dân được phép trồng những cái loại gỗ này và được khai thác và trồng ở những cái vườn chứ không phải là trên rừng, nên mình diễn giải thêm để mọi người có thể nắm. Và cái thứ hai nữa là đối với chất liệu mà gỗ nguyên khối ấy, đặc biệt là gỗ nhãn thì nó rất là chắc, nên lúc nãy là chị Hoàng có chia sẻ là tại sao nó không bị cong vênh và sử dụng nhiều thì nó không bị cong vênh là tại vì là nó rất là chắc, những cái thớt thịt nó rất là chắc, và khi mà Vagu đem vào sản xuất ấy thì là đã được sấy khô tự nhiên. Và đặc biệt nữa, tất cả những sản phẩm đến từ từ thiên nhiên thì khi mà Vagu sử dụng thì là từ cái cây sơn ta, tức là từ để mà mình sơn mình bảo vệ cái sản phẩm đó để không bị mốc. Sản phẩm đến từ thiên nhiên như vậy thì nó sẽ làm cho cái bảo vệ cái sức khỏe cho gia đình mình, đặc biệt là mình sử dụng thường xuyên như vậy
thì làm từng mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm như vậy thì sản phẩm của mình nó sẽ không gây hại cho sức khỏe. Và có bên Vagu thì có rất là nhiều dòng sản phẩm, ví dụ như là thớt, đũa, muỗng, và chày cối. Những cái sản phẩm bên Vagu thì các bạn biết gỗ nguyên khối thì nó sẽ có những cái mắt gỗ và những cái lỗi gỗ nhất định. Hầu hết các sản phẩm đều có những cái sản phẩm như vậy. Nhưng mà khi mà Vagu đưa vào cái quy trình sản xuất thì được kiểm soát rất là chặt chẽ. Đặc biệt là những cái thiết kế mình rất là chỉnh chu trong những cái thiết kế để làm sao cho gia đình mình sử dụng có thể là thuận tiện nhất, có thể vệ sinh dễ dàng mà nhìn vẫn đẹp mắt, và sử dụng là ví dụ như những cái bộ giày cối đi, khi mà mình bỏ vào mình giã thì nó không sẽ bị văng ra ngoài, nó không bị trượt. Những cái thớt thì mình làm cho nó nhỏ gọn, có thể treo lên được. Thì những cái bộ đũa cũng vậy, mình làm nó rất là nhỏ gọn, nên lúc nãy chị Hoàng có chia sẻ là tại sao cầm cái đôi đũa của Vago là cảm thấy nó rất là nhẹ và rất là dễ cầm. Đặc biệt là những cái bạn nhỏ mà mới tập ăn đi chẳng hạn, thì sử dụng đũa Vago thì bạn có thể gấp được ngay, không cần phải tập nhiều lần. Những cái sản phẩm của Vago thì có thể nói rằng là mình đến với cái chất liệu này nè, thì là mình đến siêu thị là sản phẩm của nhà cung cấp có thể nói là đầu tiên, tại ví dụ những siêu thị như là Aeon hoặc là Co.op, Zara. Mình tiên phong trong cái việc đưa cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này vào những cái hệ thống siêu thị để tiếp xúc trực tiếp đối với cho người dân tiêu dùng. Bên mình thì chuyên về xuất khẩu qua những thị trường rất là khó như Nhật và Hàn Quốc. Vì vậy cái tiêu chí mà để mà đáp ứng được những cái thị trường như vậy thì bên mình là kiểm soát rất chặt chẽ, và những cái sản phẩm đưa ra thị trường luôn luôn là được công bố và được kiểm nghiệm đầy đủ của Bộ Y tế. Đó là cái điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ đối với sản phẩm của Vago, cộng với cái phần chia sẻ mà trải nghiệm thực tế đi của chị Kim Hoàng, thì có thể phần nào là anh chị có thể là nắm được cái thông tin. Và mình có một cái câu hỏi nhỏ đối với các anh chị là cho em hỏi là nếu anh chị nào đã sử dụng cái sản phẩm của Vago rồi thì cho mình xin cái số 1, còn nếu mà chưa sử dụng thì số 0 được không ạ? Có anh chị nào đã sử dụng cái sản phẩm của Vago ạ? Có chị Kim Hoàng, có chị Đặng Hoài Mỹ. Dạ, xin cảm ơn anh chị ạ. Qua cái phần chia sẻ của nhà Vagu thì hy vọng là các anh chị có thể là tiếp cận sản phẩm, có thể là mình sử dụng cái sản phẩm mới mà nó rất an toàn cho sức khỏe cho gia đình của mình. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Dạ vâng ạ, em xin đại diện tất cả các anh chị trong Zoom cảm ơn phần chia sẻ đến từ phía của chị Ngọc Quý. Và khi mà chị Quý có ở đây thì em thấy là có rất là nhiều các anh chị chưa, cũng nhiều Minh Minh cũng chưa trải nghiệm với dòng sản phẩm, nhưng mà khi mà chúng ta nghe, chúng ta phân tích thì chúng ta cũng hiểu hơn được cái tầm quan trọng của cái việc là bát đũa trong gia đình. Và đặc biệt là chúng ta hiểu hơn được là nếu như một cái dòng sản phẩm tốt thì chúng ta ăn vào trong cơ thể nó cũng sẽ mang lại một cái kết quả về sức khỏe rất là tốt ạ. Và rất là cảm ơn nếu như mà mọi người đã có cho mình những thông tin về dòng sản phẩm tốt như vậy, tội gì mà chúng ta không cho mình cơ hội trải nghiệm đúng không ạ? Mỗi anh chị ở đây đang điền số 0 thì sau buổi Zoom ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ đổi sang là số 1 đúng không ạ? Mình đã là trải nghiệm rồi, mình đã hiểu hơn về những cái dòng sản phẩm, và rồi chúng ta cũng sẽ đồng hành ở các buổi Zoom khác. Biết đâu đấy ở một buổi Zoom khác thì anh chị lại là những người giơ tay để chia sẻ về những cái dòng trải nghiệm về dòng sản phẩm này đúng không ạ? Và mọi người cũng đừng quên là các anh chị
Chúng ta nhớ là chúng ta đang có một mini game ở cuối, nếu như các anh chị nào mà quên thì nhớ là điền link nha, điền form về bên nhà cung cấp có gửi ạ. Và vị khách mời chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành tiếp theo đó chính là vị khách mời thứ ba của ngày hôm nay. Nếu như mà các anh chị đã thấy ở trên banner rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được đồng hành với cả một mentor, và chị cũng là một mentor, là một người đã lead, đã hướng dẫn đội nhóm kinh doanh rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với cả chị để được nghe những chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh cũng như là những bài học bổ ích. Và ngay bây giờ đây thì Minh Minh trân trọng kính mời chị Đặng Hoài Mỹ lên đây giao lưu với các anh chị trong Zoom ạ. Em xin mời chị ạ. Chào, tại nghe vì rõ là nhưng mà tiếng hơi ồn đấy chị. chị đang đi công tác, mình đang đi công tác ở trong Sài Gòn đang Zoom ở ngoài quán cà phê á, nên là mọi người Không biết là mọi người còn đang nghe được thấy đường truyền từ phía của chị Hoài Mỹ không ạ? Tại vì hiện tại thì Minh đang thấy là không thấy tiếng của chị Hoài Mỹ rồi. À dạ vâng. Vậy thì khi mà trong khi mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta thêm một cái phần đã rất là nhanh thì đã thấy sự quay trở lại của chị Hoài Mỹ. Không biết là tín hiệu của chị Mỹ đã rõ hơn chưa? Rất là nể phục cái tinh thần của chị Mỹ đúng không mọi người? Dù mà đang đi công tác nhưng mà vẫn tham gia Zoom, vẫn đồng hành với các anh chị. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tuyên dương cái tinh thần này của chị Hoài Mỹ bằng thật nhiều tim đi ạ. Đang đi công tác, đang ở quầy quán cà phê nhưng mà vẫn đồng hành với các anh chị trong Zoom này để chia sẻ cho anh chị rất là nhiều kiến thức bổ ích. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta đã thấy sự quay trở lại rồi. Em xin mời chị Hoài Mỹ ạ. ok, sorry cả nhà, vừa mới bị bật mạng nó bay ra ngoài. Hôm nay thì Mỹ có nhận lời đồng hành cùng với ngân hàng Vago và Econova, là hai nhãn hàng mà Mỹ đã có sự đồng hành từ rất là lâu rồi. Vago từ khi bắt đầu với Lĩnh Kệ, và Thư Thái thì đồng hành được hơn 1 năm nay rồi, và với những cái sản phẩm từ phía nhà Thư Thái hay là từ phía sản phẩm của nhà Vago thì hôm nay timeline của Mỹ chỉ có 10 phút thôi, chia sẻ cùng cả nhà. Chắc căng Zoom thì chắc là không biết là có anh chị nào chưa biết Mỹ đúng không ạ? Mọi người có thể comment được không? Còn nếu như mọi người đã biết rồi thì Mỹ sẽ không mất thời gian để tiếp cận giới thiệu bản thân mình nữa. Có anh chị nào chưa biết không ạ? Ok, chắc là các anh chị thì đều biết Mỹ rồi, tại vì là Mỹ cũng có đồng hành với nhà Phú Thái thì khá là thường xuyên. Và hôm nay thì timeline chỉ có 10 phút thôi, nên là sẽ chia sẻ nhanh về cái trải nghiệm của Mỹ về cái sản phẩm Econova và cái sản phẩm Vago. Thực ra là Vago thì đối với kệ công ty, các đối tác ở trên kệ công ty thì mọi người cũng thấy nó khá là mới, một PVP rất là mới. Còn Từ Thái thì đã đồng hành rất lâu cùng Robby rồi. Tuy nhiên với sản phẩm Econova thì cũng bắt đầu từ thời kỳ tốc chiến đúng không ạ, và Mỹ cực kỳ ấn tượng với những cái sản phẩm, đặc biệt là cái sản phẩm nước rửa bát, nước rửa chén và sản phẩm Econova, tức là sản phẩm Econova sản phẩm nào cũng rất là ấn tượng luôn. Ấn tượng đầu tiên là khi chưa có nước rửa chén thì mình bắt đầu dùng cái sản phẩm là giặt, sản phẩm mà nước giặt thì thấy cực kỳ hay, và khi mà ra đời nước rửa chén thì mình cũng là người một trong những top đặt luôn để trải nghiệm, và thấy được là nếu như với cái tiêu chí của cái buổi ngày hôm nay, buổi Zoom ngày hôm nay, đó chính là sống xanh đúng không ạ, bếp xanh đúng không ạ, bếp xanh sống sạch đúng không ạ, thì mọi người cũng hiểu là hiện nay ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái sản phẩm nước rửa chén. Lúc nãy mình cũng thấy là một số anh chị em comment là những cái nước rửa chén như là Sunlight đúng không, một số hãng truyền thống, thì khi mà mọi người rửa chén, sau khi rửa chén xong rửa rất là nhiều nước rồi mà mọi người vẫn cảm thấy được cái mùi nó rất là khó chịu ở trên bát đũa của mình, rất là khác luôn. Và có một cái buổi mà Mỹ học về cái phân tích là những cái là nguyên nhân gây nên ung thư của Việt Nam ấy, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân mà gây nên cái bệnh ung thư ở Việt Nam. Và mọi người thấy không ạ, Việt Nam mình là một cái đất nước mà đứng thứ ba trên thế giới về tỷ lệ mà mắc ung thư, tức là do mình ăn uống này, ăn uống người ta có nói một cái câu là bệnh tật vào từ mồm đúng không ạ, bệnh tật vào từ mồm là những thứ mà chúng ta ăn vào trong người, và khi tích tụ thì nó sẽ chuyển hóa thành những cái đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân tác nhân gây nên hình thành những cái bệnh ung thư. Và khi mà sử dụng sản phẩm của Etonova thì mình cảm nhận là nó sạch sạch nhưng mà nó không hề để lại mùi. Nếu như là một số anh chị em mà mình mới dùng thì mình cảm nhận là nó hơi ít bọt đúng không ạ, nó hơi ít bọt. Tuy nhiên thì cái công nghệ, nếu như mà mọi người hiểu về Econova, nước nước rửa chén Econova, thì mọi người cũng tưởng là đây là một cái công nghệ học mềm, và
không có quá nhiều bọt, nhưng mà khi rửa bát thì cảm giác là nó rất là sạch và nó không để lại cái hiện tượng giống như là bị nhờn, vẫn là nhờn nhờn và bết bết nó dính ở trên bát đũa, đúng là trên bát đũa. Và đặc biệt là khi sử dụng đũa chìa đũa của nhà Vago, trời ơi, đợt gần Tết vừa rồi ấy, là mình có sử dụng, và khi mà gần Tết thì đãi tiệc đãi mọi người đến nhà tôi ăn và ai cũng khen là ôi sao cái có cái đĩa và bộ đĩa bộ chén bộ đĩa và cái bộ canh ấy, bộ muỗng ấy, ở ngoài Bắc thì gọi là muôi, còn ở trong miền Nam thì gọi là muỗng ấy. Sao mà nó đáng yêu, nó dễ thương thế, và mọi người cũng nhờ để đặt đó. Và hiện tại thì ở miền Bắc là đang là vào cái mùa nồm, và cái mùa nồm thì mọi người, những ai mà ở miền Bắc thì cũng cảm nhận được là cái nồm nó mốc bát mốc đũa này, mốc thìa này rất là nói chung là thời tiết rất là khó chịu, thời tiết rất là khó chịu, và đó cũng là một trong những cái tác nhân mà gây nên chính mốc mốc của đũa. Và khi mà mọi người ăn phải những cái nấm mốc đó thì vào trong cơ thể thì nó cực kỳ là độc hại. Và mình thấy một cái rất hay của cái sản phẩm Vago đó chính là không hề giống như là kiểu bị nhiễm nhiễm thời tiết đấy mọi người, không hề có bị nhiễm bệnh với thời tiết. Tức là sao ạ? Tức là thời tiết cũng một cái loại đũa như vậy, đũa tre như vậy, nhưng mà tuy một cái đũa gỗ như vậy, tuy nhiên là để ở cái thời tiết như này thì có bị mốc, nhưng mà với bạn ô thì nó không có cái tác động đấy mọi người. Thực sự là thấy rất là hay luôn, rất là hay luôn. Và nếu như mọi người hiểu về cái công nghệ của Vago, và chiều nay thì Mỹ cũng có hẹn với Vago, hiện tại thì Mỹ đang trong Sài Gòn và cũng rất là thích cái sản phẩm này, nên là chiều nay cũng có hẹn với Vago là chị Quý, là chiều Mỹ có qua tham quan sửa, và chắc là sẽ có một cái clip review cho tất cả mọi người mọi người về cái quy trình sản xuất của Vago. Trời ơi, thấy cực kỳ ấn tượng, cực kỳ ấn tượng, và mình cảm giác là khi mà ăn uống thì rất là yên tâm, rất là yên tâm, mình yên tâm được là ít nhất là mình kiểm soát được những cái thứ mà mình đang, những cái công cụ mà mình đang đưa thức ăn vào trong cơ thể đó. Và khi mà sử dụng nước rửa chén hộ Econova với cái sản phẩm của Vago thì trời ơi là một bộ đôi kết hợp cực kỳ hoàn hảo. Nên là nếu như mà những anh chị nào mà lúc nãy có thấy là mọi người đang comment số 0, comment số 0 thì mọi người nên chuyển hết sang số 1 để trải nghiệm ngay cái sản phẩm của nhà Vago và Econova. Thật sự là sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Và khi vào Ropi thì thấy một cái cực kỳ yêu của Ropi, đó chính là những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe trong này cực kỳ tốt. Và những cái sản phẩm mà tiêu chí để đạt tiêu chí lên kệ của Ropi cũng là một cái gì đó rất là khó. Hiện tại thì có hơn 1.000 doanh nghiệp đang chờ để lên kệ của Ropi. Tuy nhiên để mà lên kệ của Ropi thì các nhà phát triển sản phẩm này gần như là phải đấu tranh, đấu trí rất là nhiều, qua rất là nhiều vòng, 7, 7 đến 19 vòng kiểm định rồi. Cuối cùng mới được lên trên kệ Ropi, nên là hoàn toàn mọi người có thể yên tâm sử dụng. Hoàn toàn mọi người có thể yên tâm sử dụng. Và với những chị nào mà chuyên, mình là người mà phụ nữ mà, là phụ nữ là, tức là các anh chị thì rất là quan tâm về sức khỏe của gia đình, và cũng là người cầm cân nảy mực ở trong cái chi tiêu, ví dụ như là về bát đũa thì các ông thì chắc chắn là không mấy khi vào bếp rồi, đúng không? Các anh thì rất là ít khi vào bếp rồi, còn chủ yếu là các chị, nên là mình sẽ có được cái sự tiêu dùng thông thái để làm sao đảm bảo được cái sức khỏe cho bản thân và cho gia đình. Và từ ngày dùng đũa của Vago ấy, thì gần như là kể cả như con trai nhà Mỹ, vì nó rất là, nó nhỏ, nó rất là vừa cái tay, nên là kể cả những cái bạn 5 tuổi cũng bắt đầu học cầm đũa, 4 tuổi 5 tuổi bắt đầu học cầm đũa của nhà Vago, thấy cực kỳ yêu. Và thì á, đến bữa là không có ăn thìa nhôm trước nữa, là bây giờ là mẹ toàn thích cái thìa gỗ là cực kỳ yêu lắm mọi người. Và trước đó thì bé cũng có cái thói quen là hay dùng cái đũa bằng nhựa ấy. Đũa bằng nhựa thì với những cái món nóng ấy thì Mỹ nghĩ là nó sẽ không có tốt, nó không có tốt. Và bây giờ thì bắt đầu có cái thói quen là sử dụng sang cái gỗ của nhà Vago, thật sự rất là tuyệt vời. Nên là anh chị em nào mà mình chưa có cái sự trải nghiệm thì mọi người nên trải nghiệm, khi có trải nghiệm rồi thì chắc chắn là bán hàng rất là dễ. Thật sự đây là một cái bộ đôi mà không hiểu sao là lại tìm đến nhau để tạo nên một cái sự kết hợp hoàn hảo ở trong cái buổi zoom trưa ngày hôm nay. Thật sự là khi mà nhận lời thì mới thấy ô hay thế, nhất định là kể cả em có bận, em đang đi công tác, nhưng mà chắc chắn là em cũng mang những cái chia sẻ đấy để hy vọng là với những anh chị em đối tác mới mình chưa có cái sự trải nghiệm, hoặc là với những anh chị em mà đã đối tác lâu rồi mà mọi người chưa có sử dụng và trải nghiệm bộ đôi cái sản phẩm này, thì hy vọng là qua cái buổi zoom này thì mọi người cũng sẽ có được những cái quyết định, ra được những cái quyết định để mình đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân và cho gia đình. Và hiện tại thì Mỹ đang thấy là nhà Econo, nhà Phú Thái và Vago có những cái chương trình flash sale rất là hấp dẫn, thì lát nữa sẽ nhờ MC Minh Minh chia sẻ chi tiết cụ thể hơn cho tất cả các anh chị nhé, em thì mình nhé, mọi người nên tranh thủ cái chương trình này để mình có được cái sự trải nghiệm với những cái giá ưu đãi rất là hời, đúng không ạ? Ok, còn timeline của Mỹ thì chỉ có người của tôi nên là sẽ hẹn
anh chị em trong một cái clip gần đây nhất về cái xin phép luôn là PDP Vago, là lát nữa mình sẽ qua đó quay một cái đoạn video về cái quy trình để cho anh chị em mình có thêm cái niềm tin về cái việc này đi kinh doanh hai cái sản phẩm nhà Phủ Thái và Vago nhé mọi người nhé. Ok, chào tất cả mọi người và chúc cho mọi người có một buổi chiều làm việc hiệu quả và năng lượng bảo đơn nha. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em mình đã lắng nghe. Gửi lại Vâng link ạ, để cho Mỹ nhé. dạ vâng ạ, rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị ấy. Phải Mỹ, và khi mà nghe chị Mỹ chia sẻ mọi người thấy là chị rất yêu dòng sản phẩm, đúng là một bộ đôi hoàn hảo đúng không ạ? Và chị Mỹ cũng có nhắc đến cho chúng ta đó chính là khuyến mại, chương trình khuyến mại, thì ngay bây giờ đây để nối tiếp mà chị Mỹ đã nhắc đến rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị nào đang có nhu cầu, các anh chị nào mà chưa từng trải nghiệm đang có nhu cầu muốn cho mình một cơ hội trải nghiệm, vậy thì đây thì chúng ta hãy tận dụng những chương trình khuyến mãi. Bây giờ thì mình sẽ xem màn hình cho mọi người, chúng ta cùng nhau xem những chương trình khuyến mãi đang có ở bên phía nhà cung cấp Vago cũng như là nhà cung cấp Phú Thái. Và đây là chương trình khuyến mãi từ phía nhà cung cấp Vago. Mọi người thấy là mua 5 sản phẩm thì sẽ tặng một sản phẩm cùng loại. Và các anh chị lưu ý ý ở đây là chúng ta có thời gian flash sale bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3, và đó là chương trình khuyến mãi từ phía của nhà cung cấp Vago. Nếu như mà các anh chị mình nào đang có nhu cầu và khen sau khi nghe những cái các anh chị vừa chia sẻ nào một cái dòng sản phẩm bát đũa chất lượng uy tín và đặc biệt là không nấm mốc đúng không ạ, thì chúng ta hãy tận dụng ngay chương trình khuyến mãi này để chúng ta dinh và sản phẩm về nhà, và đặc biệt là chúng ta được tặng thêm một bộ sản phẩm cùng loại. Tiếp theo nữa thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến từ phía nhà cung cấp của Phú Thái. Với nhà cung cấp Phú Thái thì đầu tiên chúng ta có chương trình thưởng doanh số bán hàng. Các anh chị thấy là đây là cho với các anh chị là đối tác của Dropy. Đây là thưởng có rất là nhiều các dòng sản phẩm. Các thằng thưởng ở đây đó là đối với cả chương trình nhóm này. Khi mà các anh chị có doanh thu lên đến 150 triệu đồng thì các anh chị sẽ được những phần quà rất là lớn đúng không anh chị, và chi tiết các phần quà này thì các anh chị sẽ vào trong nhóm từ phía nhà ra Zalo nhà cung cấp Phùng Thái để chúng ta biết được chi tiết các phần quà này. Có 3 phần dòng giải thưởng lớn, và tiếp theo nữa là chúng ta có giải thưởng tiếp theo là cơ cấu giải thưởng cá nhân Phú Thái lên đến 150 triệu đồng. Và với dòng giải thưởng này thì chúng ta cũng chạy xuyên suốt trong năm của năm 2024, nên là các anh chị đang có nhu cầu mà chạy dòng thưởng cho đội nhóm thì các anh chị hãy tìm hiểu chi tiết về những cái dòng sản phẩm này để mình cuối năm mình có thể dinh thêm đúng không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái khuyến mãi tiếp theo, đó là chương trình về khuyến mãi về sản phẩm đến từ phía nhà cung cấp Phú Thái. Ở đây thì chúng ta có một flash sale, đó là tháng 3 sale thả ga đến với cả nhà cung cấp Phú Thái. Khi mà các anh chị mua combo các dòng sản phẩm thì sẽ được tặng chi tiết ở bên cạnh đây. Đối với các anh chị nào chưa từng mua bất cứ dòng sản phẩm nào của nhà cung cấp Phú Thái thì chúng ta hãy mua những cái dòng sản phẩm như là combo nước giặt này, là chúng ta sẽ được tặng cho một cái nước giặt cho quần áo sáng màu, hoặc là các anh chị mua những cái combo như là combo rửa bát thì chúng ta lại được tặng thêm những combo như là nước tẩy rửa bồn cầu đúng không ạ? Chúng ta được trải nghiệm tất cả các dòng sản phẩm của nhà cung cấp Phú Thái, và các anh chị thấy là cũng có rất là nhiều combo lớn ở đây. Tiếp theo mình xin giới thiệu đó chính là chương trình khuyến mãi cho cái dòng sản phẩm Eversoft, sản phẩm nước rửa tay, và đặc biệt là các anh chị có thể là thấy là mua 4 thì tặng một này, mua 5 thì tặng một. Và các anh chị nhớ là chúng ta lấy những cái hình ảnh khuyến mãi từ phía nhà cung cấp Phú Thái ở trong nhóm nha các anh chị. Ở đây là có chương trình khuyến mãi cho chai chiết đối với các dòng sản phẩm như là nước rửa chén, nước lau sàn này, thì các anh chị sẽ được tặng những cái chai chiết để chúng ta tiện đi sử dụng, và đặc biệt là cho gia đình nhà mình sử dụng kèm. Và đây là các anh chị để ý những cái khung giờ của nhà cung cấp Phú Thái, có nghĩa là chúng ta có những cái khung giờ flash sale. Chúng ta để ý để chúng ta tận dụng những chương trình khuyến mãi này từ phía nhà cung cấp Phú Thái để chúng ta có thể mua cái dòng sản phẩm thì chúng ta có luôn được chai chiết. Ở đây thì chúng ta có một cái gói tài trợ đến từ phía nhà cung cấp Phú Thái, thì gói tài trợ này dành cho dòng sản phẩm Econova. Khi các anh chị có một cho 1.000 đối tác và khi là ký quỹ trong vòng 30 ngày thì các anh chị sẽ được những ưu đãi ở dưới đây. Các anh chị có thể thấy là những ưu đãi từ phía nhà cung cấp Phú Thái á. Và đây là tiếp theo là đối với các anh chị khi mua cái dòng sản phẩm và đối với các anh chị là đối tác mới thì chúng ta có các ưu đãi cho dòng sản phẩm Eposoft.
Và ngoài ra thì bên nhà cung cấp Phủ Thái có hỗ trợ cho anh chị, đó chính là hỗ trợ phí chip ship cho các dòng sản phẩm đến từ nhà Econova, và đây là bảng giá. Đó là những cái khuyến mãi mà chúng ta có từ phía nhà cung cấp Phú Thái cũng như là nhà cung cấp Bago. Và cũng như bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi mini game. Và các anh chị, không biết là các anh chị đã điền hết thông tin của mình chưa? Bây giờ thì mình có thể nhờ bên phía hỗ trợ mình là xem màn hình, để ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái vòng quay, những cái phần quà may mắn. Các anh chị điền xem là mình đã điền hết thông tin chưa? Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Để mình biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai vòng quay, và mỗi vòng quay thì sẽ là của một nhà cung cấp. Thì ngay bây giờ thì chúng ta đến với nhà cung cấp đầu tiên. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhà cung cấp Vago nha các anh chị. Có hai phần quà nha các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần quà đầu tiên. Và mình xin chúc mừng chị Phạm Thị Diệm với số điện thoại, đuôi số điện thoại là 3781. Không biết là chị có ở trong Zoom không ạ? Nếu như mà có thì mình điền chữ có, hoặc là mình có thể giơ tay bật mic lên luôn cũng được ạ. Không biết là chị, em thấy chị rồi ạ. Dạ vâng, xin chúc mừng chị là người may mắn đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta đến sang phần quà thứ hai cũng như là phần quà cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Người may mắn thứ hai của ngày hôm nay là chị. Mình xin chúc mừng chị Bùi Thị Thương. Không biết là chị có mặt ở đây không, với đuôi số điện thoại là 3269. Không biết là chị có mặt ở trong Zoom không ạ? À, em đã thấy rồi, em đã thấy tín hiệu từ hai chị rồi. Và vâng, em xin đại diện hai nhà cung cấp xin chúc mừng hai chị may mắn đã giành phần quà ngày hôm nay. Và anh chị ơi, đừng quên rằng là chúng ta còn rất là các nhiều buổi Zoom khác đến từ nhà cung cấp, đó chính là Vago, và đặc biệt là chúng ta có buổi Zoom từ phía nhà cung cấp Phú Thái. Và anh chị hãy tham gia nhóm Zalo, tham gia ở trên app và tham gia theo dõi hai nhà cung cấp để chúng ta cùng nhau ủng hộ. Và chúng ta, nếu như ngày hôm nay chúng ta chưa từng trải nghiệm thì các anh chị cũng yên tâm nha. Các chị yên tâm là hãy cho mình một cơ hội trải nghiệm, và chúng ta sẽ có được, đó chính là một dòng sản phẩm tốt, và chúng ta cũng có cho mình một cơ hội trải nghiệm các dòng sản phẩm tốt. Và ngay bây giờ thì Minh xin phép mà kết thúc buổi Zoom ngày tại đây, và xin phép là hẹn gặp lại các anh chị ở những buổi Zoom sau, đồng hành cùng với nhà cung cấp Vago và nhà cung cấp Phú Thái ạ. Xin chào tất cả các anh chị ạ.